À, xin chào mọi người, hôm nay thì Tân xin giới thiệu mọi người loại cá bốc sao. Bốc sao là một loại cá giống như cá thòi lòi, nó có thể là vừa sống dưới nước vừa đi trên bờ được. Cái con cua màu xanh rồi chúng là cây nắng. À, khi giống như trên bờ thì cũng dùng hai cái vây thai của nó giống là chân trước á, nó vườn tới, và cái vây trên giống là cái nơi để điều chỉnh chiều hướng cho chúng dễ đi. Bên kia là đàn cua này. Khi xưa mình học môn sinh học á, đây là loài cá tiến hóa từ sống ở dưới sông, môi trường thủy sinh lên môi trường trên cạn. À, con cá này là giống là loài cá có thể sống được hai môi trường trên cạn và dưới nước, nó có thể đào hang được. Khoảng giai đoạn nào nó sẽ mọc chân đây. À, khi mình học sinh học thì giai đoạn tiến hóa của các loài vật từ sông nước và lên trên cạn, thì nếu mà cái loài cá này sống khoảng thời gian nữa, nếu đúng như là cái tiết tiến hóa thì chúng sẽ mọc chân, nhưng mà không biết bao lâu đây. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Nắng quá giờ cho nên đây. Bye bye.